Năm 2024, tổng dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ngọc Hồi gần 80 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 47 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 30 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ, huyện tập trung đầu tư vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, phát triển du lịch nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới thông minh, tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn. Để nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung, không gian trải, đem lại hiệu quả cao, có tác động và tạo sức lan tỏa đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Ngọc Hồi phân bổ nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình hơn 20 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ đối ứng theo quy định.